Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu làm kem đậu xanh sầu riêng. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên, ta có 100g đường, 70g đậu xanh đã nấu sẵn. Và đây là 10.000 nước cốt dừa. Bây giờ ta bắt đầu nấu đường. Đây là 200g nước. Ta bật bếp lên. Và ta cho đường vào, đây là 100g đường. Mình cho vô một chút muối, một chút vani. Một chút muối. Và một chút vani. Và đây là một muỗng cà phê bột năng, ta đổ nước vào. Bây giờ nồi đường của mình sôi rồi, ta bắt đầu đổ một cái quậy. Mình đổ vô từ từ thôi, mình đừng có đổ nhiều. Tại vì đổ nhiều khi nó đặc quá. Ta đổ vô từ từ thôi. Nếu mà ta thấy đặc thì ta phải ngưng. Bột năng của ta sánh rồi. Sôi và sánh rồi, ta tắt bếp. Bây giờ mình dùng quạt mình thổi cho cái nồi đường này nó nguội. Bây giờ nồi bột của mình nó nguội rồi, nồi bột và đường mình nguội rồi, ta bắt đầu đi xay. Xay sầu riêng với đậu xanh. Đây là một muối sầu riêng. Đây là một muối sầu riêng. Nhà mình ăn thì mình xay cho nhiều sầu riêng cho nó ngon. Bỏ sầu riêng với đậu xanh chung. Bây giờ thì mình xài 2 hộp sầu riêng thôi. Mình chừa 1 hộp sầu riêng lại. Tại vì quá nhiều. Bây giờ ta bắt đầu đổ đậu xanh và sầu riêng trong cối. Và tiếp theo là nước dừa vào trong cối. Ta bắt đầu xay. Mình đổ cái nồi bột ra cái xoong này. Đó. Nồi bột ta nấu. Nó dẻo rồi ta đổ ra cái xoong này. Và ta đổ đậu xanh với sầu riêng xay ra xoong này luôn.
Bây giờ mình đổ nước vào mình tráng cối. Đó, ta tráng cối cho sạch sẽ. Và mình cân lên được 800 gram, à 650 gram. Mình cân lên được 650 gram. 650 gram. Bây giờ ta bắt đầu lấy cái phễu ta bỏ trong bao ni lông này, ta để cho nó lạnh. Để mình ướp cho nó lạnh thì mình làm kem cho nó nhanh. Ta bỏ vào trong cái tô này. Bây giờ mình dùng một bịch đá này, mình đặt. Bây giờ ta dùng, đây là 1 kg muối hột, ta đổ ở đây. Rồi ta đổ sang cái tô này. Bây giờ mình dùng, đây là một bịch kem, ta đổ qua đây, ta đổ đá lên trên cho nó mau nguội, nó mau lạnh. Và bây giờ cái bịch kem của ta nó đã gần đông rồi, ta bắt đầu lấy khăn ta lau. Ta ngâm vào đây là khoảng gần 1 tiếng rồi. Nó gần đông rồi, ta bắt đầu tới khăn ta lau. Ta đừng có rửa, tại vì rửa là nó sẽ chảy ra. Ta dùng kéo ta cắt cái miệng đi, nó khỏi mặn. Bây giờ mình đổ cái nồi nhôm. Bây giờ mình đổ cái nồi nhôm. Kem của mình đã đông rồi. Đó, kem của mình đã đông rồi. Bây giờ thả vào trong này. Cho thêm vào đây 1 miếng muối nữa. Đó, ta thả cái nồi trong này. Ta thả chìm sâu xuống. Đó, các bạn và các cháu nhìn này. Thả chìm sâu xuống. Nó ta thả chìm sâu xuống, ta đừng có để nổi lên trên là nó không đông. Đó là thả chìm hẳn xuống, ấn xuống. Ấn xuống tới đáy, đáy cái thau luôn. Ta ấn chặt xuống. Đó, nó nổi lên ta ấn xuống tiếp. Ta cứ ấn xuống là kem sẽ đông. Còn các bạn và các cháu cứ để nó nổi lên trên là không bao giờ kem đông được hết. Đó, ấn bằng mặt đá luôn.
ấn 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 chìm xuống, chìm xuống đáy đáy thau luôn. Thỉnh thoảng các mình cũng quậy như vậy, các quậy nhớ lên như vậy để cho nhớ nhá, nhớ nó lại đó, các quậy như vậy ấn xuống, ấn xuống đáy thau luôn. Các bạn và các cháu nhìn này, mình ấn cái thau, ấn cái nồi xuống xuống đáy luôn đó, ấn xuống dưới đáy luôn. Giờ kem ta đông rồi, ấn cái nồi xuống dưới đáy luôn chứ không được nẹp nồi lên trên, nồi lên trên là không kem không đông được đó, ấn cái nồi xuống dưới đáy luôn. Giờ kem ta đông rồi, bắt đầu lấy ra. Giờ tôi múc vào trong ly. Nếu ta có hộp nhựa thì ta múc vào hộp nhựa, không ta múc vào trong ly, xong rồi ta bỏ vào tủ lạnh. Bây giờ ta dùng bao ni lông đậy cái miệng ly lại và bỏ trong tủ lạnh. Kem ta đông, ta bắt đầu múc ra. Bây giờ thì mình ăn thử kem của mình. Như vậy là mình đã làm được 2 ly kem. Đây là 2 ly kem mình đã làm được. Giờ ta bỏ tủ lạnh. Và cái nước muối này mình đổ xuống hầm rất là tốt. Mình đổ xuống dưới chỗ rửa chén rất là tốt. Như vậy là ta làm hết 2.000 đá và 1 ký muối. Mình còn lại 300g và đây là 1 chén muối mình cắt cái thau ra để bữa khác mình làm. Đây còn 300g muối và đây là 1 chén muối mình cắt từ cái thau ra. Và mình làm hết 700g muối. Vậy khi ta đã nấu kem xong, ta bỏ vào trong bịch ni lông, xong rồi ta bỏ vào trong cái tô, xong ta đổ đá lên trên, ta để khoảng gần 1 tiếng đồng hồ bắt đầu ta làm. Không cách nào mà không đông được, không cách nào không có thành công được. Các bạn nên tìm cái thùng xốp làm thì nó tốt hơn, là cái thau thì nó giải nhiệt đi. Vậy là ta đã hoàn thành. Xin chào các bạn, xin chào các cháu, chúc các bạn và các cháu thành công.